phi lại phần nữa nha. Đầu tiên các em chuẩn bị tranh một tờ giấy A4, sau đó gấp đôi lại bằng 1/2 tờ giấy, chia đôi khoảng cách ra bằng mép trên và mép dưới, thật phải cân nhau. Đây là cái bước quan trọng, và gấp một chiếc máy bay nào cũng vậy, đều phải gấp đôi tờ giấy để chia khoảng cách giữa các máy thân các máy bay và cánh sao cho nó cân. Đó, xem em vuốt mạnh vào để tạo một cái lớp, một đường vân. Tiếp theo các em gấp hình tam giác cho anh, phải cân nhá các em nhớ nhé. Anh gấp chiếc máy bay này, đặt tên cho chiếc máy bay này là chiếc máy bay cung, nó bay vòng cung rất là đẹp. Các em vuốt cho anh. Sau khi các em gấp được hình tam giác như trên này nha, các em dở ra gấp ngược như này cho anh. Đó, gấp ngược lại như này cho anh. Chiếc máy bay này rất đặc biệt nha, khác hẳn những chiếc máy bay khác nha. Nhìn bên ngoài giống kiểu chiếc máy bay truyền thống nhưng không phải đâu các em ạ. Rất là khác luôn, nó khác chi tiết rất là nhỏ. Chi tiết này có thể tạo lên cái sự bay khác biệt trước chiếc máy bay này. Rồi, ok, bên kia gấp như nào thì các em bên này gấp y hệt như vậy cho anh. Đó, gấp như này, gấp xuống, vuốt mịn cho anh, sau đó gấp đôi lại. Đấy, đỉnh chiếc máy bay này phải bằng trúng bằng cái đường gân mà chúng ta vừa gấp đường gân chia đôi khoảng cách đấy. Được. Sau đó các em gấp ngược cái này lên khoảng cách tầm 1,5 cm, 1,5 cm đấy. Xong đó em gấp trên này xuống. Hai đỉnh này thì khoảng cách bằng nhau. Bên này cũng vậy. Bên kia gấp như nào thì bên này cũng gấp giống y như vậy. Vuốt mịn cho anh. Xong em gấp ngược cái vảy này lên. Đây là cái khóa để giữ hai cái đầu cánh đây. Đó. Xem gấp đôi lại. Tờ giấy của anh đang gấp này là tờ giấy A4 của Mỹ nhá. Tờ giấy Mỹ. Nó cũng giống tờ giấy A4 Việt Nam mình thôi. Nhưng cái giấy này cứng hơn và nó có màu. Các em chọn mua được giấy như này thì sẽ đẹp hơn. Rồi, ok, các em vuốt mịn cho anh. Sau đó là gấp cánh. Các em gấp lên. Ở đoạn giữa này nó hơi có điểm mấu đây. Các em vuốt mạnh vào. Tạo một lớp này trước. Rồi, bên này được rồi thì bên kia cũng giống như thế. Cũng gấp ngược lại. Cho sao cho nó bằng nhau. Đó. Đây là toàn bộ những gì mà anh muốn chia sẻ và hướng dẫn các em gấp một chiếc máy bay như ở đoạn đầu clip anh đã giới thiệu. Các em nhớ nha, làm theo kỹ cho anh từng bước. Chỉ cần sai một bước thôi là chiếc máy bay nó sẽ không đi theo ý của mình. Đó. Cái mũi của máy bay này rất là nặng thì đường đi của nó sẽ được xa. Sau đó các em gấp hướng gió bay là cái quan trọng nhất này. Các em gấp cong một chút. Đây, cong một chút. Uốn uốn cong một chút.
Đây là cái tạo hướng đi, tạo gió, tạo hướng đi cho chiếc máy bay.